Tiếp theo ta hạ hai tay xuống à, dùng tay trái chúng ta nắm lấy ngón chân cái, chân trái à, chúng ta hít vô và duỗi thẳng chân về phía trước à, và bộ và bà hỏi kìa, chúng ta thở ra và áp cái chân trái lên cái đùi phải chúng ta. Và bước 1, chấp hai tay trước ngực à. Bước 2, đưa hai tay chúng ta từ từ qua đầu. Bước 3, cảm thấy thoải mái, chúng ta từ từ xuống lên nghiêng người về phía trước à. Khuynh hướng đưa chén gần vào ống quyển à. Hoặc ai muốn tập thêm cho phần cánh tay, em có thể để hai đầu gối lên hai cùi chỏ à. Và từ từ nhấc cái thân người chúng lên khỏi mặt đất. Hoặc cảm thấy thoải mái hơn, chúng ta áp cái cùi chỏ trái dưới trên cánh tay và từ duỗi thẳng chân về phía sau. Dạ bố. Dạ bà. Dạ, chúng ta thở ra áp chân dưới sàn và từ từ khuỵ gối và hết vô, từ từ dướng thẳng người dậy à. Dạ bà thở ra, ta trở về tư thế đứng thiền à.